Chào các bạn, video hôm nay mình sẽ giới thiệu bản wallpaper của dự án ICO Zerafet. Trước đấy thì mình có giới thiệu cái trang web ICO của dự án và các bạn hãy truy cập vào trang Zerafet và click ở đây để đến với bản wallpaper của dự án ICO Zerafet. Và đây là bản wallpaper của dự án ICO Zerafet gồm có 22 trang ở trên bản PDF. Zerafet, đây là một việc giao dịch thúc đẩy tiền điện tử. Và đây là mục lục của dự án. Thúc đẩy giao dịch tiền điện tử, vì trao đổi Stella sẽ thay đổi theo cách mà các giao dịch tiền điện tử được giao dịch cung cấp cho các nhà giao dịch và các nhà đầu tư giải pháp thích hợp về mạch trên đầu tư điện tử của họ. Tất nhiên là phát triển thương nhân cho thương nhân. Các bạn hãy tham gia danh sách trắng ngay bây giờ để các thích tại đây. Đi vào vấn đề của dự án ạ, thì như các bạn thấy chúng tôi sắp ra mắt các exchange launch. Chúng tôi xây dựng một cuộc trao đổi chưa từng có trước đây, mặc dù có nhiều trao đổi sẵn có trên một số vị trí địa lý khác nhau, vẫn còn có những khoảng trống lớn về chức năng của các sàn giao dịch này. Một số vấn đề chính trong các sàn giao dịch hiện tại bao gồm các vấn đề an ninh, thiếu tính thanh khoản với các vấn đề về độ trễ và một số chức năng tự động bị hạn chế nghiêm trọng. Tất cả các tính năng mà các nhà giao dịch kỳ vọng. Nhóm Sera bao gồm các thành viên giao dịch có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và các công nghệ thông tin. Như vậy chúng tôi đã xác định các chức năng không thể tưởng tượng được trong việc trao đổi tiền điện tử chất lượng. Nhà giao dịch điện tử phải sử dụng các công cụ của bên thứ ba hoặc là các công cụ trả phí khác nhau để thực hiện đầy đủ các yêu cầu giao dịch điện tử của họ. Thông qua trao đổi Sera sẽ là một trong những giao dịch tiền điện tử thích hợp đầy đủ, giải quyết các vấn đề chính và các thách thức mà các bạn và các giao dịch đang phải đối mặt với các sàn giao dịch hiện tại. Để tài trợ cho sự phát triển của Sera, một ICO sẽ được tung ra để bán mã Sera và cung cấp các giao dịch cho quyền truy cập vào một nền tảng kết hợp với các thành phần mật mã của các nhà đầu tư ở nơi cần thiết. Tại sao là Sera? Thứ nhất, tính thanh khoản. Phải cải thiện tính thanh khoản trên nền tảng giao dịch mật mã là một cách để thể hiện tính thích được áp dụng chính thống để làm cho nó trở thành một trong những giải pháp ưu tiên. Chúng tôi sẽ dành 10% của phần lợi nhuận phát sinh từ chi phí và đặt vào hồ sơ thanh khoản dự trữ. Điều này sẽ đảm bảo rằng việc thanh khoản vẫn luôn luôn mạnh mẽ ở mọi nơi. Tiếp theo, về việc bảo mật, đội ngũ bảo mật và kinh nghiệm của chúng tôi được hỗ trợ bởi một bộ hình trang nghiêm ngặt và những cải tiến mới nhất trong nền mạng. Chúng tôi không chỉ cam kết xử lý mật mã và PIN của bạn mà còn đảm bảo rằng thông tin nhận dạng cá nhân hoàn toàn an toàn và hầu như trộm cắp và các khả năng truy cập được chấp thuận. Tiếp theo, nhanh như chớp. Chúng tôi trao đổi sẽ là một trong những công cụ nhanh nhất với độ trễ siêu cấp. Hãy xem việc hệ thống POC của chúng tôi trong phần alpha testing. Chúng tôi có thể duy trì thông lượng 2.3-2.5 MB và độ trễ siêu cấp và sẽ tiếp tục làm việc tăng cường độ trễ tạo ra một hệ thống HFT có khả năng mở rộng tăng lên. Tiếp theo, tự động giao dịch. Trên việc trao đổi của chúng tôi sẽ cho phép nhà giao dịch thực hiện các chiến lược giao dịch của họ thông qua các phương pháp mã hóa trực tiếp sẽ tự động thực hiện các giao dịch của họ dựa trên logic thực hiện người dùng. Người dùng sẽ có quyền truy cập vào tất cả những dữ liệu thị trường và các chỉ số kỹ thuật thông qua ngôn ngữ kịch bản. Vì vậy, mà các nhà giao dịch có thể nhanh chóng triển khai và tự động thực hiện các chiến lược giao dịch yêu cầu yêu thích của họ. Tiếp theo, về cơ chế thông báo, các nhà giao dịch sẽ nhận được tin nhắn SMS và được thông báo qua email cho phép các công việc nên đặt hàng và các chỉ số được xác định của họ tại sẽ không phải dính vào các màn hình mà phải chờ đợi thực hiện các đơn đặt hàng. Sau khi xác định thì bạn sẽ nhận được thông báo khi nhiệm vụ đơn đặt hàng được hoàn tất. Ngoài ra thì việc giao dịch của bạn sẽ tự động được kích hoạt với các tính năng tự động giao dịch nhiều đơn đặt hàng. Lo lắng về việc có liệu có nên đặt lệnh dừng lỗ của bạn hay là bán mục tiêu tại sao là không phải là cả hai thì tại sao không nhiều hơn thế? Sẽ hỗ trợ rất là nhiều loại lệnh bao gồm như là OCO, limit market, stop, stop limit, trailing stop, trailing stop, trailing scaleless. Hướng dẫn dựa trên tích hợp các trang web thì như các bạn thấy thì trao đổi duy nhất của các hướng dẫn giúp các thành viên tìm hiểu giao dịch trong chưa đầy 30 phút. Bạn có thể là giao dịch giao diện và rút tiền hoặc các giao dịch không có chuyên gia. Bạn có thể các chuyên tìm hiểu triển khai và cải thiện những giao dịch của bạn để với sự trợ giúp của hình ảnh giọng nói và AI dễ dàng truy cập từ trên máy tính sách tay cũng như là các máy tính bảng và các thiết bị di động. Và hiện tại thì video giới thiệu về bản wallpaper của dự án ICO Zerafet để mình đến đây hết. Các bạn hãy truy cập vào trang web zera.tech để tìm hiểu nhiều thông tin hơn qua trang web của dự án này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.